Kể cả sức khỏe, kể cả tài chính, kể cả công việc và kể cả mối quan hệ, anh chị cần phải có được cái đích đến của mình. Và rõ ràng nó bao nhiêu thì anh chị càng dễ dàng đạt nó bấy nhiêu. Và mục tiêu của nó đặt làm sao để mà nó không bị cuốn anh chị đi, mà anh chị dễ dàng đạt được ấy, thì không phải dễ dàng để trả lời trong cái việc mà ứng dụng cái SMART đâu. Hôm nay tôi sẽ nói về cái khả năng ứng dụng của SMART, chứ không phải chỉ biết để đó, được không ạ? Và nếu mà anh chị hiểu được cái nguyên lý này càng sớm bao nhiêu á, thì anh chị càng dễ dàng biết rằng là cái mục tiêu mà anh chị đưa ra đó nó đúng ở chỗ nào và nó không đúng ở chỗ nào. Và anh chị dễ dàng, anh chị có thể trả lời được cái tính sai của nó trước khi mà anh chị thực thi. Chứ không phải chúng ta đưa ra đó rồi chúng ta cũng không biết nó có làm được hay không. Nhưng mà tại thời điểm nào được gọi là mục tiêu được hoàn thành? Nhiều người nói rằng là tại thời điểm mà em đã hết thời gian thì coi thử mục tiêu có hoàn thành hay không. Nhưng với tôi thì tại thời điểm anh chị đặt mục tiêu, đã biết mục tiêu đã hoàn tất hay là thua rồi, đã thất bại. Cái điều thú vị nằm ở chỗ đấy. Nên với cái bước này thì nếu như anh chị biết cách làm việc thì hầu như anh chị hoàn toàn có thể dự đoán được những gì mà mình có thể làm có thành công hay là thất bại ngay tại thời điểm anh chị đã đặt mục tiêu rồi. Như vậy thì ở đây tôi có một cái công thức để anh chị có thể làm được và kiểm tra được cái mục tiêu của mình nó có hoàn tất hay không, được không nào? Nó hoàn tất hay không hoàn tất. Rồi, cái chữ S đầu tiên á thì nó là chữ cụ thể. Anh chị nhá, chữ S đầu tiên nó gọi là chữ cụ thể. Nó gọi là specific. Chữ S đầu tiên nó được gọi là chữ S này này. Thể. Chữ M này này là chữ measurable. Đo lường được. Thì diễn giải các cái ngữ nghĩa của nó trước một cái đã. Đo lường được. Cái chữ A nó gọi là accountable, có thể đạt được. Chữ R. Thế. Đây là có mốc thời gian. Đo lường được, có thể đạt được, tính thực tế và tham bao lòng có thể đo lường được mốc thời gian cụ thể.
Như vậy thì rõ ràng nếu mà đích đến của anh chị, tôi lấy ví dụ này, anh chị nói rằng là vợ chồng của tôi sẽ có một ngôi nhà, bạn Thảo mới ghi tên á, và có một cái xe, thì có nghĩa rằng là bạn đã có được cái cụ thể, đó là ngôi nhà và cái xe. Nhưng mà hỏi có đo lường được không, thì câu trả lời đó là một ngôi nhà và một cái xe là số thì đo lường được, nhưng mà lại chưa cụ thể. Cụ thể ở đây là ví dụ như ngôi nhà 2 tỷ nó khác với ngôi nhà 1 tỷ, nó cũng khác với ngôi nhà 5 tỷ. Và cái xe 500 triệu nó cũng khác với cái xe 1 tỷ, cũng khác với cái xe 5 tỷ. Nên chúng ta cần phải cụ thể nó ra. Đấy. Có thể đạt được. Có thể đạt được là như thế nào? Nếu như trong cái năng lực của anh chị bây giờ có thể rất khó để kiểm tra mình có đạt được hay không. Nhưng mà tại điểm thời điểm mà anh chị có thể viết ra cái mục tiêu đó, ví dụ như anh chị bạn ấy viết là một ngôi nhà một cái xe, nhưng mà có nhiều người khác là viết như thế này: 1 tỷ đô. Khi mà anh chị viết 1 tỷ đô xong một cái là nó không biết làm cái gì cả, và bắt đầu tiềm thức của anh chị nó phản ứng dữ dội và nó thấy cực kỳ mông lung với cái mục tiêu kiểu như thế. Nên nó có nhiều người đặt những mục tiêu nó gọi là ảo vọng, là bởi vì họ không thể ước lượng được cái khả năng đặt mục tiêu của họ trước đó. Về câu hỏi rằng là cái ở cái đề bồ này này là đạt được ấy, thì thế nào gọi là đạt được, thì thường người ta sẽ đưa cái mục tiêu của họ mà nó gấp tối đa là khoảng 5 lần so với trước đó, gấp tối đa nha, nhưng để dễ thực thi thì người ta thường đưa gấp đôi mà thôi. Còn đối với các doanh nghiệp thì họ thường đưa một cái mốc khoảng tầm 30% trước đó. Đối với các doanh nghiệp mang tính ổn định thì họ thường đặt mục tiêu kế hoạch rằng là vượt mục tiêu của cùng kỳ năm ngoái là 30%. Như vậy thì cái nguyên lý thứ nhất của đạt được thì người ta sẽ dùng cái mốc trước đó để người ta đo lường. Đấy, cái kiểu này nó gọi là đặt mục tiêu dựa vào dữ liệu lịch sử. Nhưng hầu như chúng ta chẳng có lịch sử nào để chúng ta dựa vào, đúng không anh chị? Có phải không? Chúng ta chưa có một thành tựu nào trước đó để chúng ta có thể đo lường được chuẩn xác cái năng lực của chúng ta. Vậy thì cái Akai đồng hồ này này, cái Akai này này, tôi đọc là nó viết là Achieve, nhưng mà tôi đọc là Akai, thì Akai đồng hồ này là để đạt được thì chúng ta thường đưa đích đến mong muốn, mà ở đó anh chị cảm nhận được sự bình an. Anh chị có thấy hay không? Tức là cái bước đạt được này này, anh chị hoàn toàn có thể hai lựa chọn. Một là anh chị dựa vào dữ liệu, lịch và từ đó rất dễ dàng là x phần trăm nó lên, nếu như là anh chị là công ty, nhà điều hành nào cũng phải biết cái công thức này, phần trăm cái mục cái nhân lên. Đấy, nhân cái phần trăm của cái cùng kỳ năm ngoái lên, ví dụ như muốn đạt được 30% tăng trưởng 30% thì nhân 1.3 lên, muốn tăng 40% thì nhân 1.4 lên để biết được cái mục tiêu của năm tiếp đến. Nhưng mà có một thứ khó hơn nữa, đó là chúng ta thường không có dữ liệu thì dựa vào mong muốn trong tương lai mà anh chỉ kết nối được với góc. Góc là cái gì rồi thì anh chị biết rồi đó. Nhiều người đưa cái mục tiêu mong muốn trong tương lai nhưng mà không kết nối với góc. Tôi lấy ví dụ này, tôi sẽ thiết kế ra một cái hệ thống tên lửa và có thể tiêu diệt được tất cả mọi sinh vật, thì đó cũng là một kiểu mong muốn, nhưng mà nó có kết nối với góc đâu, nó có đạo đức trong cái mục tiêu đấy đâu. Và cũng đó là cái cách mà những cái thằng khủng bố nó làm ấy. Vậy thì rõ ràng chúng ta là con người thực sự đang đi trên sứ mệnh của hành trình loài người, thì chúng ta có cái trách nhiệm là chuyển tiếp cái thế hệ tới tương lai. Như vậy thì rõ ràng chúng ta cần phải kết nối với gốc, nếu không mọi mục tiêu đó là mục tiêu của sự hủy hoại chứ không phải mục tiêu của sự đạt được. Đấy, vậy thì dựa vào mục tiêu kết nối với gốc. À, đây là một trong những nguyên tắc mà tôi huấn luyện ở cái lớp 13 giờ, thì tôi nói với các anh chị ấy rằng đôi khi cái cách mà anh chị dựa vào dữ liệu lịch sử sẽ hạn chế cái năng lực của mình,
Nhưng mà nếu như anh chị đưa một cái mong muốn mà ở đó anh chị kết nối được với gốc, thì anh chị vừa đạt được những kết quả vượt ngưỡng của mình, nhưng mà hoàn toàn anh chị có thể không có mất đi cái sự bất à, không có mất đi sự bình an của mình, hay nói đúng hơn anh chị luôn bình an cho dù cái kết quả nó lớn tới nhường nào. Đó là lý do, đó là kết quả của một vài anh chị, họ x2 cái doanh thu của họ sau mỗi tháng, họ x5 doanh thu của họ sau một tháng của chương trình huấn luyện của tôi, là bởi vì họ dựa vào được cái nguyên lý số 2 này. Đấy, họ đặt được mục tiêu có thể vượt ngưỡng so với trước họ, nhưng mà họ không mất đi cái hai giá trị gốc rễ và cội nguồn. Và họ không mất đi hai giá trị gốc rễ và cội nguồn, nên từ cái việc mà họ đưa ra mục tiêu đó trông có vẻ cực lớn so với những gì mà trước đây họ có thể tưởng tượng ra, nhưng mà nó gì ạ? Nó vẫn khiến cho họ bình an. Đây là bí mật nằm ở chỗ phải kết nối được với gốc. Đó, cái tính đạt được và tính thực tế nó trả lời giữa hai cái gạch này. Vậy thế nào là thực tế? Đây nó một kiểu không thực tế này. Ví dụ trước đó với toàn bộ cái nguồn lực của anh chị, nó đang giúp cho anh chị có khoảng tầm doanh thu trung bình là 10 triệu đồng mỗi tháng. Thế là anh chị đi học một cái khóa truyền động lực nào đó về, và anh chị đưa ra mục tiêu là tôi sẽ có 10 triệu đô hoặc 100 triệu đô trong thời gian một tháng. Và lúc tại thời điểm đó là toàn bộ cái tâm thức của anh chị nó sẽ điên cuồng, nó phản ứng ngay. Đó, nó gọi là những mục tiêu không tính thực tế. Nhưng mà có mục tiêu họ nói rằng họ có thể đạt được 100 triệu đô trong thời gian khoảng tầm 10 năm, thì cái khoảng thời gian đó nó sẽ kết hợp với tính thực tế, thì nó cái đầu óc của họ tại thời điểm đó nó không phản ứng dữ dội, nó vẫn gì ạ? Nó vẫn tiếp nhận được. Thế thì rõ ràng là nó vẫn mở cho đường chúng ta đi, chứ không phải nằm ngắt đường chúng ta tại thời điểm chúng ta đặt mục tiêu, được không nào? Thế thì với cái nguyên lý thời gian như vậy, thì cái mục tiêu vừa rồi của cái bạn mà comment ở trên kia là em có một cái xe, em có một cái vợ chồng em một ngôi nhà, nhưng mà lại không có cụ thể rằng là sẽ mua cái xe với ngôi nhà đấy trong vòng 2 năm hay là mua trong vòng 5 năm, nên thành ra cuối cùng là 10 năm sau bạn mua được, vẫn cuối cùng vẫn có xe có nhà đấy thôi, nhưng mà 10 năm cuối cùng còn thời gian đâu mà tận hưởng, có đúng không ạ? Rồi, có một người hiểu về nguyên lý thời gian, thế là nói tháng sau em mua cái xe và tháng sau em mua cái nhà đấy, thì câu hỏi là có đạt được không? Câu trả lời là vẫn có. Trong lớp 7 ngày của tôi vẫn có, trong vòng thời gian 6 ngày người ta vẫn mua được ngôi nhà, trong vòng khoảng 5 ngày người ta vẫn mua được miếng đất. Mà để mà mua được cái điều đó thì anh chị phải sử dụng được nhất quán ở trong tâm thể của cả bốn cái nguyên lý này. Và tất nhiên ở đó thì nó dùng một cái nguyên lý mạnh hơn, đó là trường năng lượng của cái quy luật về gốc nữa. Nhưng mà với hầu hết mọi người, để đạt được mục tiêu thì cái thời gian đó phải là thời gian mà anh chị có khả năng để trả lời được câu hỏi how, là làm thế nào. Vậy thì nếu như chúng ta đặt mục tiêu mà không có mốc thời gian thì chúng ta thường rất mong lung, không biết cuối cùng thì khi nào chúng ta mới mua xe đây, cuối cùng chúng ta ước mãi cái xe và cuối cùng không khi nào đạt được. Anh chị có hiểu ý không ạ? Ít nhất thời gian ngắn hay thời gian dài thì tôi không biết, nhưng mà phải có một cái khoảng thời gian hạn định. Ví dụ đó là ngày 12 tháng 12 năm 2022 tôi có một cái xe, thì nó khác với việc là anh chị ngày 12 tháng 12 năm 2032, 10 năm sau nó khác, một năm sau nó khác, được không ạ? Nên nếu như anh chị đưa mục tiêu mà thiếu mất cái yếu tố thời gian thì thường mục tiêu đó là không biết khi nào sẽ đạt được. Và tại thời điểm anh chị viết mục tiêu thì đã giúp cho anh chị đã có một cái hàn định ngay trong cái não bộ của anh chị rồi, để biết rằng thời gian nào là thời gian mà anh chị cần phải hoàn tất nó, thời gian nào là thời gian anh chị cần phải hoàn thành. Tương tự như vậy, anh chị sẽ đưa ra một cái mốc thời gian nào đó cho cái mối quan hệ của anh chị, được không nào? Ví dụ như anh chị đang thường xuyên tranh luận cãi nhau, suốt ngày hai vợ chồng không hiểu nhau, rồi suốt ngày hai vợ chồng là cứ người này nói thì người kia cãi, rồi cuối cùng anh chị thấy là gia đình con của anh chị sinh ra cuối cùng nó nhìn bố mẹ toàn là hình ảnh của cãi nhau thôi. Thế cuối cùng anh chị, nếu mà anh chị hiểu về nguyên tắc SMART này, anh chị ra một quyết định vào ngày 12 tháng 12 năm 2021, vợ chồng tôi sẽ bắt đầu cùng một mục tiêu chung và sẽ nói với nhau những lời nhẹ nhàng.
Đấy. Vậy thì có rõ ràng để trong mục tiêu đó thì tôi sẽ nói anh chị này, có mốc thời gian không? Có. Tính thực tế không? Nó sẽ có đấy. Có đạt được không? Nó đạt được. Nhưng mà có đo lường được không? Khó đo lường đúng không? Tại vì nói rằng là vợ chồng thấu hiểu nhau thì thế nào gọi là thấu hiểu nhau? Được chưa? Thì chúng ta cần phải có một tiêu chuẩn. Ví dụ như thấu hiểu nhau là thường xuyên cùng nhau viết sổ biết ơn mỗi một ngày một lần. Thế thì anh chị sẽ căn cứ vào cái việc viết sổ biết ơn nhau ấy, mỗi ngày một lần như thế thì anh chị đo lường được là à, thời điểm đó là vợ chồng đã cùng đạt với nhau cái mục tiêu đó. Đúng không? Thế cụ thể ở đây là gì? Cụ thể ở đây là viết 5 điều biết ơn về nhau trên sổ biết ơn. Là nó gọi là cụ thể rồi. Chứ còn nếu mà viết về biết ơn về nhau là chưa có cụ thể, được không ạ? Nên mục tiêu càng cụ thể bao nhiêu thì anh chị càng dễ dàng để mà phân định bấy nhiêu. Được chưa? À, bao nhiêu anh chị đã nắm được cái phần này rồi ấy, thì comment giúp tôi vậy. Như vậy thì anh chị sẽ chỉnh lại cái mục tiêu của mình để bắt đầu kiểm tra xem thử anh chị viết được cái mục tiêu gì xuống. Đây là một cái kiểu mục tiêu nó tôi sẽ sửa lại. Ví dụ như vợ chồng em sẽ mua một ngôi nhà, một chiếc xe hơi đấy. Hoặc nhiều anh chị khác đặt mục tiêu là cháu của tôi sẽ học và thành tài. Cái mục tiêu như vậy nó sẽ rất là chung đúng không nào, nó sẽ không cụ thể gì cả. Nhưng mà nếu như anh chị hiểu được rằng cái mục tiêu của anh chị càng rõ ràng bấy nhiêu thì tôi sửa lại cái mục tiêu này như sau: một ngôi nhà ví dụ như mấy tỷ, 5 tỷ, nó khác 5 tỷ mà 5 tỷ đô hay là 5 tỷ đồng? 5 tỷ đồng. Viết cụ thể ngôn ngữ xuống. Một chiếc xe hơi, đúng rồi, xe hơi hiệu gì luôn, ví dụ như là hiệu của Mitsubishi nó khác với hiệu của Mercedes, đúng không nào? Mercedes chẳng hạn, thì anh chị sẽ thấy là nó khác với cái xe của Mitsubishi, đúng không nào? Nó cũng khác với cái xe của hãng Vin VinFast đấy. Thì nếu như anh chị nói rằng tôi cần mua một xe của VinFast, xe hơi điện chẳng hạn của VinFast, và anh chỉ muốn là mua cái xe 3 tỷ thì ghi 3 tỷ đấy. Thế tiếp tục sửa lại, nó mới có cái gì rồi, nó mới có đo lường được đúng không anh chị? Tức là M đã đáp ứng được chưa, trong cái mục tiêu vừa rồi đã có đo lường được chưa? Có rồi thì anh chị nói là đo lường được rồi. Rồi nó còn thiếu cái gì nữa, anh chị comment cái nó thiếu. Anh chị comment điều mà cái mục tiêu này nó thiếu. Nó cụ thể chưa? Nó cũng cụ thể rồi đấy. À, nó có thể đạt được hay không? À, bây giờ mới kiểm tra cái này này. Dựa vào dữ liệu lịch sử thì ví dụ như bạn Thảo trả lời rằng chưa bao giờ em mua ngôi nhà này cả. Có phải không? Thế bạn nói là trong năm sau cái lập tức tiềm thức nó phản ứng, nhưng bạn ấy có thể đặt mục tiêu lớn thì thời gian giãn ra, mục tiêu nhỏ thì thời gian có thể ngắn lại. Bây giờ tùy vào anh chị, ví dụ tính thực tế có thể đạt được thời gian, thiếu mất mốc thời gian chứ gì. Tôi đưa mốc thời gian này vào ngày mùng 6 tháng 6 năm 2022 chẳng hạn. Bây giờ tôi tính nha. Bây giờ đang là 12 tháng 12, à 21 tháng 12. Như vậy là tôi tính luôn là đầu tháng năm 2022 thì bạn chỉ còn đúng 7 tháng để bạn chiến thắng mục tiêu này. Đúng không ạ? Điều đó khi mà bạn viết xong cái lập tức trong não bộ của bạn nói rằng là giả sử như những ai đó đã từng mua cái xe 10 tỷ rồi, mua cái xe khoảng tầm 6-7 tỷ rồi, thì mục tiêu này dễ không anh chị? Dễ không? Rất là dễ đúng không ạ? Mục tiêu này là vô cùng dễ. Họ đôi khi họ cũng cần phải viết ngày xa như vậy đâu, họ viết tháng sau là họ mua rồi. Nhưng mà những người nào đó chưa từng
đạt được cái mục tiêu tương tự như thế, thì khi vừa viết xuống cái là lập tức họ đã cái gì ạ? Họ đã bị phản ứng ngay. Và hơn nữa chúng ta phải phân tích này. Sẽ mua một ngôi nhà và một cái xe hơi thì cái từ sẽ này là đang ở tương lai, chưa xảy ra. Còn ở đây viết luôn là mục tiêu là mua một ngôi nhà 5 tỷ, một xe hơi điện VinFast 3 tỷ đồng vào ngày 6 tháng 16. Đúng không ạ? Thì nếu như anh chỉ viết cái mục tiêu như thế này và kiểm tra lại, ôi cái này ngắn quá, không thể hoàn thành được, thế chỉnh một chút 2023. Để cho cái gì ạ? Để cái thời gian này và tính thực tế và khả năng đạt được của ba cái yếu tố cuối cùng này này nó có vẻ không phản ứng. Chứ anh chỉ viết xuống ngắn quá cái lập tức, ví dụ như nhiều người họ vẫn viết được bởi vì là họ tin rằng là chắc chắn đạt được. Có nhiều người vừa viết xuống cái là cảm giác là bất an rồi. Bởi vì có kết nối được với góc đâu. Thế là ở trong đấy không mong lung cực kỳ luôn. Và từ đó mục tiêu nó không thể xảy ra. Được không ạ? Đấy là cách mà chúng ta sẽ chỉ dẫn về cái cách mà mình đặt mục tiêu. Vậy thì có một cái từ khóa rất nhỏ mà cực kỳ mạnh ở đây là phải kết nối được với góc. Vậy thì hãy thử kiểm tra xem thử. À, nên chỉnh lại cái này không? Mùng 6 tháng 6 năm 2012 hay mùng 6? Vậy thì ngoài cách chỉnh thời gian này còn chỉnh cái gì nữa không? Anh chị hoàn toàn có thể chỉnh lại mục tiêu. Ví dụ như một ngôi nhà 1 tỷ, một cái xe 1 tỷ vào ngày 3 tháng 3 năm 20. Đấy, hoàn toàn anh thì có thể chỉnh lại thời gian ngắn hơn với mục tiêu nhỏ hơn để não bộ của anh chị nó hoạt động kiểu như thế. Còn anh chị hoàn toàn có thể chỉnh đây 2025. Thế thì ngay lập tức anh chị có nhìn thấy rằng là à, cái mục tiêu này của anh chị là dễ dàng để đạt được. Thì nói chung là đạt được là đạt ở đâu? Hãy kiểm tra xem cái khả năng đạt được trong tâm trí anh chị tại thời điểm anh chị viết. Nếu như cái điều đó mà anh chị cảm thấy là không thể đạt được thì có nghĩa rằng anh chị có làm trời làm đất gì đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng cũng dần đến chứng minh cho anh chị rằng anh chị không thể nào đạt được. Cái này nó gọi là mục tiêu. Được chưa? Mục tiêu không thể đạt được trong tâm trí. Thế vậy điều đầu tiên là anh chị phải chiến thắng được trong tâm trí đã. Nhá. Vậy thì tùy vào cái việc mà anh chị đưa cái này là bao nhiêu, đưa cái dữ liệu này bao nhiêu. Có nhiều người đơn giản hơn làm một cái như thế này. Mục tiêu của em là đấy, em chỉ cần có một cái ngôi nhà 600 triệu thôi. Và họ nói rằng là trong vòng 3 năm, 4 năm. Đấy, có nhiều người ao ước ngôi nhà của họ cả một đời luôn. Mà anh chị 4 năm là hơn một loạt người rồi đấy. Nên do đó cái mốc thời gian này hầu như nó sẽ dịch chuyển chúng ta tới một cái mức độ gọi là một cái khái niệm mới. Nó gọi là tiêu chuẩn sống. Nhiều người không bao giờ đưa mục tiêu và không có ao ước gì cả. Bởi vì họ có cái tiêu chuẩn thấp hơn tất cả những gì mà họ có thể đạt được. Do đó thì bằng cách mà nhìn vào mục tiêu của một người, bằng cách nhìn vào cái số năm họ đạt được, thì chúng ta sẽ biết được cái tiêu chuẩn sống khác nhau của từng người. Từ đó nó tạo nên những gì ạ? Những nó gọi là phân cấp ở trong xã hội này ấy. Vậy thì điều bí mật ở đây là gì? Anh chị đừng có viết cái mục tiêu nào đó mà ở đó anh chị cảm thấy sự bất an. Mỗi mục tiêu đưa ra đều có cái cảm giác của gì ạ? Của thử thách cả. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng mà mục tiêu mà anh chị đạt được đó rồi, không còn ai ở bên cạnh nữa, thì những mục tiêu đó nó khỏi không gọi là mục tiêu kết nối với góc. Những mục tiêu đó chỉ đáp ứng được một cái nhu cầu chứng minh cái tôi và cá nhân mình thôi. Thì khá là nhiều anh chị em, đặc biệt là tôi có một thời gian dài làm việc với nhiều anh chị em làm bên ngành spa, không phải tất cả nha, tôi chỉ nói là một vài thôi, một số anh chị em làm ở ngành spa mà tôi biết ấy, thì trong đó có một người mà cũng có một cái hệ thống cực lớn, và anh ấy sau khi đã đạt được một cái xe và một cái căn nhà cực lớn ở thủ đô Hà Nội thì hai vợ chồng anh ấy chia tay nhau, bởi vì họ đưa ra cái mục tiêu là có một cái xe hơi và một cái nhà 17 tỷ. Sau đó vì mỗi thời điểm mà anh đấy là mỗi tháng anh ấy thu tới 7 tỷ đồng một tháng thu nhập mà của công ty đấy mà, nhưng mà sau khi họ đạt được rồi, người anh mà tôi quen
Thì sau khi đạp được xong, ông bà vợ lấy cái xe và cuối cùng đi đi theo ai mất. Đấy. Tóm lại là hãy đặt mục tiêu kết nối vào gốc, mà ở đó anh chị nhìn thấy này, trong ngôi nhà đó có vợ có chồng, trong ngôi nhà đó có anh có em, trong ngôi nhà đấy có con có cái. Đừng đặt mục tiêu chỉ có con số thôi. Vậy thì sẽ bổ sung về yếu tố về góc như thế này, bổ sung vào góc như sau đó. Vợ chồng con cái sum vầy trong ngôi nhà đó kết nối với bố mẹ. Cái mà ở phương Tây nó không dạy được cho anh chị, nó không thể kết, nó không thể dùng nguyên tắc này ở cái công thức SMART này là từ phương Tây chứ không phải là từ phương Đông, được không ạ? Còn anh chị học ở nước ngoài đi chăng nữa thì nó chỉ nói tới đây thôi, nó dừng rồi, nó không thể nói thêm được nữa bởi vì nó không có triết lý của phương Đông vào. Nhưng mà nếu như anh chị thường, đó là lý giải tại sao khi nhiều người không đạt được mục tiêu họ cũng khổ, mà đạt được mục tiêu rồi thì họ cũng tan tác gia đình ấy, là bởi vì họ không kết nối được với cái góc này. Còn khi mà kết nối được với góc thì trong bức tranh đó phải có vợ có chồng có con có cái đấy, có sự sum vầy, đúng không ạ? Thấy mục tiêu gì cũng được, nhưng mà hễ có cái sự sum vầy ở trong đó, có cái sự kết nối ở trong đó thì anh chị bắt đầu nhìn thấy rằng mục tiêu anh chị đạt được ở ngay tại thời điểm anh chị viết ra đó là sự bình an ngập tràn rồi, được không ạ? Đấy, đấy là cách mà anh chị viết xuống. Vậy thì hỏi sau khi anh chị viết xuống thì anh chị để nó ở đâu? Anh chị có thể dán nó lên một cái chỗ mà anh chị có thể nhìn thấy được rõ nét nhất đấy, được không ạ?